Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có thông báo giữa tháng 8 sẽ kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành hoàn tất hồ sơ tài liệu, cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi, tham gia kiểm tra trực tuyến theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trung Quốc hiện có nhu cầu tiêu thụ lượng lớn dừa tươi, nhưng vùng trồng ở đảo Hải Nam chỉ đáp ứng được khoảng 10%. Việt Nam có hơn 180.000 hectare đất trồng dừa, tập trung tại Duyên Hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh, Bến Tre. Việt Nam đang đứng thứ 7 về sản xuất dừa trên thế giới.